Em xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là ngày 12 tháng 3, em ở lên một số những mặt hàng bác sưu tầm. Vào đơn đầu tiên mã số A05. Đây là một giò đùi gà dẹt. Đấy, bắt đầu nở bung hoa nhá. Đấy, hôm qua mới trúng chím, hôm nay bắt đầu đã bung như này rồi. Đấy. Khá đẹp các bạn. Mã số A05 200.000. 200.000 nhé các bác nhé. Tiếp theo là một giò u lồi mã số 24. Đấy, 24. Này gồm 2 3 4 5 6 7 8 16 16 cái thân con như này để cho các bác về thử sức, vừa sưu tầm vừa có hoa chơi và vừa thử sức để trồng nha các bác nhá. Đấy, về các bác thích cho ra làm hai chậu cũng được, tại vì nó là 16 cái thân này cơ. A24 180.000. Tiếp theo mã số 07. Gồm có 8 thân hoa nha các bác nhé. Dài, thân dài nhất 60 phân. 07 250.000. Hoa vẫn rất là nhiều. Tiếp theo giò đùi gà mã số 01. 280.000 các bác nhé. Đấy, rất nhiều hoa. Hàng đã chuẩn ok rồi. Giò đùi gà tiếp theo mã số 78. Cũng 280.000. Đấy, rất nhiều hoa các bác ạ. Rất là đẹp luôn. Đấy kia có mỗi ba cái bông hoa, ba cành hoa, có hai cành đã cùng đẹp xung xuê rồi. Cái này là năm cái cành hoa như này nó quá đẹp luôn. Mã số 08 u lồi cùng có 8 thân hoa các bác nhé. Đấy, 8 thân hoa. 200.000, 08 200.000. Giò đuôi cáo mã số A16 200.000 các bác nhé, gồm 3 thân. 16 200.000, hàng đã thuần rất lâu rồi các bác nhé. Tiếp theo là một giò Vanda. Vanda lâu, hàng thuần rất ok rồi. Đây, thồng trên một quả kê miếng cục dớn này nhé. Mã A23, 100.000. Giá quá ok, 100.000. Tiếp theo là một giò da báo, mã số A20. Cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Đây bắt đầu đang sưng nụ rồi nha các bác nhé. 230.000 các bác nhé, 230.000. Hàng thuần rất lâu, các bác nhìn cái bộ rễ của nó là biết là nó thuần lâu bao như thế nào rồi. Mã số A21, 240.000. Đấy, 1, 2, 3, 4 cùng 5 cây. Đang nụ nha các bác nhé, 5 cây. A21, 240.000. Mã số A22, cũng là giá báo. Đấy, gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. 250.000. Rất đẹp, về chỉ việc treo và chơi hoa. Tiếp theo giò phi điệp mã số 42. 200.000 các bác nhé. 42 200.000. Còn có 1 2 3 4 5 6 7 thân tơ. Tiếp theo một giò phi điệp, giò hạc vĩ mã số 76, 100.000 các bác nhé. 76 100.000. Còn 1, 2 cái giỏ hải kim đang hoa này bán lốt đi. Mã số 49, 150.000 các bác nhé. Đấy, các bác xem về hải kim hoa của nó rất là bền luôn. Độ bền của nó lên đến cả 2 tháng nha các bác nhé. Trời ơi, rất bền hoa. Mã số A09 cũng hải kim và đang có một lụ đây. Đang có một lụ 180.000 các bác nhé, hải kim. Hoàng thảo ken mã số 47 gồm đấy, một thân hoa dài hơn 40, tầm khoảng 45-46 rồi đấy. Đây, mầm đang lên đây và một cái kia này nhé các bác nhé. Một cái kia này. Mã số A47, 220.000. Và một mắt nữa đang sưng dưới này các bác nhé. A47, 220.000. Tiếp theo là một giò kén giống mã số 67, 100.000 các bác nhé. Đây, hai mầm đang lên rất đẹp rồi. 100.000. Trồng trong một năm thôi thì chắc chắn là hai cái thân này sẽ như 20-30 phân rồi, thoải mái luôn. Rất là ok. Tiếp theo là một giò một kia 5 cái trắng Phú Thọ. Đấy, mã số 56, 200.000 các bác nhé. 200.000, đang lên hai mầm rất đẹp rồi. Đấy, hai mầm nhú xanh nè rất đẹp rồi nhé. 200.000 mã số 56, 5 cái trắng Phú Thọ. Và một kia 5 cành trắng HO mã số 57. Mã số 57 các bác nhé. Đây là một mầm lên rất là to rồi. Đấy, còn một mầm đang nhú bên đây.
đấy, một mầm đang nhú lên đây. Mã số 57, 350.000 các bác nhé, 350.000. Tiếp theo kim điệp nhựa mã số A02. Đây, đang có rất nhiều lụ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 chùm lụ các bác nhé, cũng có 8 chùm lụ A02, 180.000. 180.000 kim điệp nhựa. Rồi, kim điệp nhựa tiếp theo mã số A01. Cũng có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Cái này 14 chùm lụ liền các bác nhé. Hoa của nó thì rất là thơm và bền. A01 170.000, kim điệp nhựa, độ bền hoa của nó cũng lên đến 2 tháng liền các bác nhé. Tiếp theo là một giò đơn cam mã số A03. Đấy, A03. Đang lên rất đẹp rồi các bạn này. Đấy, mầm đang lên rất nhiều, mầm con đấy. Mã số A03 350.000 nhé, 350.000. Đó, đơn cam tiếp theo mã số A04. 370.000. Rất là nhiều thân, rất nhiều thân hoa, đây hầu như là toàn là thân hoa hết các bác nhé. Đấy, và mầm tơ đang lên đây. Mầm non rất là nhiều ở dưới này, mầm gốc đang lên rất nhiều rồi. Tiếp theo là một giò đùi gà mã số A26, 220.000. 220.000, rất nhiều lụ nha. 220.000 A26, đùi gà tròn. Tiếp theo giò kim điệp xuân mã số 27, 200.000. Kim điệp xuân. Tiếp theo giò vàng thảo vôi mã số 09, 190.000 các bác nhé. Đây, vàng thảo vôi mặt hoa của nó đây. À, đẹp nha các bác nhé. 09 190.000. Tiếp theo một giò kiều mỡ gà mã số 70, 250.000 các bác nhé, 250.000. Kiều mỡ gà 70. Tiếp theo một giò kiều vuông mã số 68, 180.000. Đấy, lụ đang lên rất nhiều các bác ạ. Gà rất nhiều lụ luôn. 180.000 mã 68 kiều vuông. Tiếp theo một giò vạch đỏ mã số 69, 200.000. Vạch đỏ 200.000 mã 69. Giò kiều vuông tiếp theo mã số 72, 250.000. Rất là nhiều lụ nha các bác nha, rất nhiều lụ. Mã 72, 250.000. Tiếp theo là một giò kiều mỡ gà mã số A30, 250.000. A30 250.000 các bác nhé, 250.000 A30. Tiếp theo mã số 25 kiều vàng 160.000. Kiều vàng. Sơn thủy tiên mã số 90. 300.000 các bác nhé, 300.000, rất là nhiều lụ. Hầu như là những cái thân nào có lá là đều có lụ hết các bạn. Hầu như là thân nào cũng như thân nào, cứ có lá, thân nào có lá, còn lá là còn lụ. Mã 90, 300.000, rất nhiều lụ luôn. Tiếp theo mã số A07, 180.000. 180.000 A07. Sơn thủy tiên. Mã số A08, 180.000. Sơn thủy tiên các bác nhé. Đấy, cái bé như này thôi nhưng mà rất nhiều lụ các bác ạ. Tiếp theo một giò kiều dẹp mã số 74. Đấy, gồm có 1, 2, 3, 4, 4 dè. 4 dè kiều dẹp. Mã số A74, 300.000 nhé. A74, 300.000. Tiếp theo một giò kim điệp nhựa. Đấy, rất nhiều hoa nhé. Kim điệp nhựa mã số 09, 150.000. 09, 150.000 kim điệp nhựa. Vạch đỏ mã số 95, 200.000. 95, 200.000 vạch đỏ. Giò sơn thủy tiên tiếp theo mã số A06. Đấy, 290.000. Hàng đã rất là ổn định rồi các bác nhé. Mã số A06, 290.000.
do kêu tím mã số 94. Đấy, 250.000 các bác nhá, 94 250.000. Hầu như là toàn thân tơ hết các bạn. Tiếp theo mã số 93. Đây, kiều tím. Gần 20 đầu toàn là thân tơ, năm nay thì cứ phải gọi là rực rỡ hoa luôn. Mã số 93, 380.000 các bác nhá. Đây, giò cũng đã rất là ổn định rồi. Kiều tím thì thật sự mấy các bác ở giờ nó rất là đắt. Tiếp theo một giò chuỗi ngọc mã số 31, 180.000. Chuỗi ngọc. Giò tam bảo sắc tiếp theo trồng trên một cục gỗ nha các bác nhé. Mã số 36, 250.000. Gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. 36, 250.000. Long tu xuân. Đấy các bác, long tu xuân rất là nhiều lụ đẹp như thế này. Mã số 35. Đấy, hôm nay bán rẻ 200.000 nha các bác nhé. Bán 200.000 cho các bác về chơi hoa long tu xuân. Mầm quá đẹp luôn. 35 200.000. Long tu xuân tiếp theo. Mã số 42 cũng 200.000. Đây, mầm và lụ cũng rất nhiều. 42 200.000. Mã số 45 220.000, cũng long tu xuân. Lụ rất to rồi các bạn. Lụ quá rất to. Mầm cũng lên rất là đẹp. 200.000 45. Những cái đơn hàng mà từ 400.000 đổ lên thì bên nhà vườn em vẫn như mọi hôm là tặng cho các bác một một cái đĩa giớn như này nha các bác nhá, một cái đĩa giớn hoặc là một chế phẩm diệt sên, ốc sên. Rồi. Anh chị em có nhu cầu thì liên hệ với em với số điện thoại là 0969 444668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nhá. Rồi em xin chào tất cả mọi người nhá.